bên đây chúng ta quay trở lại một cái vườn sầu riêng. đây là cây sầu riêng Musa King trồng cũng hơn một năm rồi nhưng mà cây không phát triển thì mình cũng đo độ ph và mình hướng dẫn cho anh em chút xíu về cái vấn đề là chúng ta quản lý cây sầu riêng như thế nào cho nó tốt. với cây sầu riêng nói chung á thì chúng ta chú ý các cái đối tượng gây hại đó là sâu rầy đặc biệt là rầy xanh Camera đã tiến sát cho bà con chúng ta thấy rằng là những cái lá sầu riêng như thế này đang bị rầy tấn công Bà con chúng ta quan sát nè, rầy nó tấn công cái cơ đọt sầu riêng làm cho cái lá sầu riêng non của chúng ta nó bị quéo lá và nó bị cháy cái đầu lá Và chúng ta quản lý cái sâu rầy, chúng ta quản lý cái đối tượng gây hại này ở thời điểm á là khi cười đọt non nó ra như thế này là chúng ta phun. bà con có thể thấy rằng là cái chóp lá nó bị cháy và cái đối tượng gây hại này á, đặc biệt là nó tấn công khi mà cây sầu riêng chúng ta ra cười đọt non. còn cây sầu riêng chúng ta mà lá nó già rồi thì cái đối tượng gây hại nó không còn tấn công nữa. đó nó tấn công vào cái đầu non này bà con có thể thấy rằng khi nó nhú cái mũi giáo là chúng ta phải xử lý nó liền và chúng ta quản lý triệt để cái đối tượng gây hại này không có để cái rầy nó tấn công rầy xanh rầy nhảy nó làm cho cái bộ lá sầu riêng chúng ta nó tơi tả và còn như cái chuỗi trà đó bà con thì anh mượn cái kéo của anh camera để mình chuẩn bị mình sẽ tiễn một số cái cành mà nó nằm ở dưới đất để bà con chúng ta theo dõi video và có gì để kết nối với kênh để mà kênh hỗ trợ cho bà con đến tặng vườn tư vấn cho bà con nếu trong trường hợp mà công ty xếp cái tiếng đi trồng với cái vườn của bà con À, 5, 10 cây, 20 cây, 30 cây gì à, công ty cũng ghé thăm vườn của bà con nha bà con. Và chúng ta tiếp tục à, theo dõi à, một chút xíu là ảnh có hỏi về cái vấn đề á, là khi nào mà phun rầy thì mình cũng đã nói trước rồi. À, tuy nhiên rằng là anh nghe chưa rõ giờ mình thuật lại là khi nào cái lá chúng ta mà nó nhú cười đọt non à, thì mình phun rầy liền để không có để cái đối tượng gây hại này nó phá banh bộ lá và chúng ta chú ý thêm nữa là về cái vấn đề nước tưới thì bà con chúng ta cũng phải chú ý tàn tới đâu thì rễ tới đó bà con phải điều nước ra bên ngoài tàn không để nước ở trong đầu tàn nha anh nha à, chúng ta tiếp tục quan sát thêm một lần nữa về cái cơi đọt rất là nhiều quý bà con thắc mắc là cơi như thế nào đó bà con đó thì bà con thấy rằng là cái cơi như thế này nha còn một số cái lá nó đã bị rầy tấn công và nó rớt hết ở dưới đất rồi À, còn lại một số cái cười mới ra thì anh nói anh mới phun hôm qua hôm kia Thì bà con chúng ta lưu ý trong cái thời gian mà nó mưa liên tục hai ba ngày nếu nó nắng lên Thì bà con chúng ta phải ra phun liền, phun rầy liền Và trong cái mùa nắng hiện tại đặc biệt là ở vùng miền Đông và Tây Nguyên thì nắng trở lên Thì bà con cũng lưu ý lên cái vấn đề đó là nhện đỏ Thì bà con chúng ta phun nhện đỏ để chúng ta phòng ngừa cái đối tượng gây hại này nha bà con nha cái nhện đỏ nó làm cho cái bộ lá già của chúng ta nó sẽ bị rụng lá và tơi tả nhện đỏ cái dòng đời nó rất là ngắn và nó quay lại cũng rất là nhanh vào mùa mưa thì rầy vào mùa nắng thì nhện và thêm nữa là bọ cánh cứng nó sẽ cắn cái lá của sầu riêng cây sầu riêng chúng ta thì bà con chúng ta lưu ý những cái vấn đề này để chúng ta phòng ngừa cái bộ lá làm cho cái bộ lá chúng ta nó phát triển nó không có bị đối tượng gây hại và đặc biệt nói về dinh dưỡng thì bà con cũng chúng ta cũng lưu ý khi chúng ta phòng ngừa các cái bệnh hại rồi các đối tượng gây hại về dinh dưỡng thì khi cây đang ra cơ đọt non là lúc này nó cần dinh dưỡng nhất thì bà con chúng ta đi cái bộ siêu dưỡng cây một can siêu dưỡng cây chúng ta cộng với hai gói humic hoa kỳ hai gói trico humic pha theo liều lượng 2000 lít nước chúng ta tưới gốc thì bà con lưu ý cái vấn đề đấy khi cây ra cơ đọt non là lúc này nó cần dinh dưỡng nhất nha bà con còn mà lá nó lụa rồi á, thì lúc này không cần nữa lá lụa thì bộ lá nó khỏe hết rồi thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng nó đưa vào nó nuôi cây là bà con chúng ta chú ý này, bò cánh cứng này, nó cắn này bà con. Đó, là cái đối tượng này là nó xuất hiện vào khoảng là 6 7 giờ chiều nó tấn công, cho nên là chúng ta muốn phun các đối tượng này là 5 6 giờ chiều, 7 giờ tối chúng ta phun nha bà con. Cứ 4 5 6 giờ chúng ta phun để mà không cho bò cánh cứng nó tấn công và các cái đối tượng gây hại á, trên sầu riêng ngoài ra thì còn có à, các cái nấm Phytophthora fusarium gây ra xị mũ thì nguyên nhân do làm sao nguyên nhân là do chúng ta đi phân bón nó không cân đối chúng ta để dư đạm trong trong vườn của chúng ta thì bà con chúng ta lưu ý à, nha bà con à, chúng ta à, cũng nên chú ý à, thêm một cái phần nữa là làm sao cái vườn chúng ta nó đủ nước vào mùa nắng khi mà cây đang đi cơ đọt non à, khi đang cơi đọt lộn xin lẩu bà con ha à, khi mà đang đi cơi độc non là lúc này nó cần dinh dưỡng và cần nước thế nên là bà con chúng ta cũng tập trung à, bổ sung cái nước điều tiết nước cho nó bài bản nha bà con à, bà con chúng ta thấy rằng là cây à, cây sầu riêng của chúng ta này à, bà con thấy là nước á nước thì nó sẽ là tưới ở bên ngoài bà con đang thấy rằng là ở trên này này à, nước à, toàn bộ các cái cây khác đều là tưới nước quanh cái trồng gốc không có tưới ở bên ngoài à, bà con thấy này và ngộp cái đất nữa cái đất đang này chôn cái cây chúng ta hơi quá sâu và còn có thể thấy rằng là chôn lấp luôn cái cổ rễ hồi xưa là anh liền lấy đất anh đắp vô đây bà con anh lấy đất anh đắp vào anh sợ là nó nó trôi đất hay sao đó nhưng mà vô tình lại chôn cái cổ rễ là ngay chỗ đây nó bị thối cái cổ rễ thì mình sẽ cho mình banh ra để cho bà con chúng ta thấy được là trống cái cổ rễ như thế nào vậy cái vườn này nó có những cái khuyết điểm mà cần xử lý thứ nhất là đất ở trong trong góc cái thứ hai là ống nước bây giờ mình có thể thấy rằng là ở trong góc này đã che lại đi lắp lại nè bà con chỗ này đâu có rễ đâu bà con vô tình chúng ta tưới nước và nó thúi chỗ này thì mai mốt lớn cây chúng ta lên lớn lên nó bị bệnh vàng lá thối rễ những cái năm đầu hai ba năm đầu á chúng ta chưa thấy đâu năm thứ ba thứ tư khi mà làm bông làm trái rồi ăn một mùa rồi cây nó suy yếu và nói chung là nó sẽ bị vàng lá chúng ta thấy rất là rõ luôn đối với những cái vườn nào mà trồng lâu năm bà con chúng ta cào hết những cái đất này ra À, không cho à, không cho lắp cái cổ rễ và chúng ta làm sao làm cái cây sầu riêng của chúng ta nó nằm ở trên cao nó thoát nước được khi mà mưa tới hoặc là thoát nước được khi mà chúng ta tưới cái lượng nước quá nhiều à, đặc biệt là chúng ta không tưới vào trong góc thì bà con có thể thấy rằng cái ẩm độ rất là cao bà con thấy này nghe cái đầu rễ chúng ta là gần như là đang bị lấp và chỗ này nó có tình trạng là giống như nó thúi á những cái năm đầu chúng ta chưa thấy đâu nhưng về lâu về dài thì nó thúi từ từ từ, từ vết bệnh bắt đầu nó lây lan lên nấm Phytophthora tốt là fusarium nó tấn công nha bà con chúng ta là chú ý cái vấn đề này nha bà con nha không để cái tình trạng mà cây gốc của chúng ta nó bị lấp đất còn nước thì đối với cây này là chúng ta điều tiết qua bên ngoài chúng ta điều tiết tàn tới đâu thì rễ tới đó thế nên chúng ta cung cấp nước chúng ta cung cấp phân bón và chúng ta cung cấp cho cái đầu rễ chứ không phải là chúng ta cung cấp cho cái cổ rễ cứ nước càng hòa bên tán là chúng ta thấy thành công còn nước mà dập vô trong gốc là chúng ta thấy thất bại nha bà con nhiều bà con nói ở tôi trồng bao nhiêu năm rồi nước tôi dâng vô gốc có sao đâu nhưng mà chúng ta thấy chưa sao thì hơn thôi còn nhiều số bà con trồng sâu Cái thứ hai là ông nước dâng vô gốc để trong gốc cứ trút nước vào trong gốc thì cây rất là dễ bị bệnh nôm na à, nói như vậy à, ngoài cái vấn đề là các cái đối tượng đối tượng gây hại à, nấm bệnh thì cái vấn đề kiến thiết nó cũng rất là quan trọng ông nước nó cũng rất là quan trọng thì bà con chúng ta lưu ý những cái vấn đề đó để tránh cái tình trạng mà Cây sầu riêng chúng ta bị chôn mà chôn sống nha bà con nha. Với cái video này thì mình cũng thực tế là ngồi tại vườn và cũng nói cho bà con. Hôm nay là cái video này chắc chắn bà con sẽ coi là sẽ biết là em thu âm lại chứ không phải là cái tiếng nói tại cái hiện trường do cái micro nó bị hư nên về em phải thu âm lại bà con thông cảm. Bà con chúng ta là cũng coi cái video này và em thiết minh là y như trong hiện trạng là em đang diễn tả rằng là cái nước phải đưa ra bên ngoài không để nước ở vào bên trong góc. Cái video này nó dài lắm nha bà con quay tới nửa tiếng đồng hồ đó bà con thấy là em diễn tả là đang để cái cây của anh là đang để như một cái lòng chảo gì đó bà con nước thì nó trút vào và cây nó bệnh liên miên lâu lâu lại cứ đi phục hồi lâu lâu lại phải đi tưới tiếng trùng này nọ cứ vàng lá hoài thế nên là bà con chúng ta lưu ý cái vấn đề là kiến thiết ngay từ giai đoạn ban đầu lại đang nói của anh rất là nhiều mà anh cũng hỏi mình tùm lum tà la hết nhưng mà tiếc là cái micro của lúc mà quay hiện tại này là nó bị hư mất Thế nên là không có cách nào mà để cứu được cái những cái âm thanh cũ lại Thế nên là em về đây mẹ em ngầu em lòng tiếng lại cho bà con Vì cái video này là quay nửa tiếng nên lòng tiếng lại nó cũng hơi mệt Nhưng mà con đó ống nước là em đưa ra ngoài để em diễn tả tà, Tàn tới đâu thì cành tới đó đó à, Rễ tới đó bà con Cứ để cái ống nước ngay chỗ đầu tàn Nước đừng có văng vô trong góc đó Nước đừng có văng trong góc để ra ngoài hợp lý Bữa nay mặc cái bộ đồ mà ở trên là màu xanh ở chính giữa màu màu vàng để dưới cái đầu dép màu hồng rồi anh sách anh cắm vô bên trong nữa đó anh kêu là giờ tưới như vậy thì nó văng qua bên kia nó văng qua bên kia nó văng qua bên kia, nó qua bên kia thì nó đủ nước bên kia nhưng mà mục đích của mình là nó không có cho vào ở trong cái góc cho vào trong góc lại nó lại thúi à, thúi cái cổ rễ và con chúng ta à, nhìn thấy ha đó, chúng ta đưa ra ngoài đấy bà con chúng ta ha rồi, rất là nhiều với bà con mà mình tới mình sửa rồi cái mình bỏ mình về cái lời bà con lại đưa vào trong góc nữa à, có nghĩa là chắc không tin À, mình hy vọng rằng là mình sau này mình cũng đủ uy tín để thuyết phục bà con Đó, cái độ pH thì bà con thấy ở đây là ok ha độ pH chúng ta là 6 rưỡi thì rất là ok rồi khi nào độ pH chúng ta ổn định nhất nó nằm ở 6 đến 7 là rất là tuyệt vời nha bà con nha cái độ pH này 6 đến 7 thì đối với vùng đất miền Đông và Tây Nguyên này độ pH chúng ta luôn luôn chuẩn luôn luôn nằm ở trên mức 6 nếu mà xui xẻo lắm mà nó mới dưới dưới 6 ra thật sự cái độ pH ở vùng miền Đông và Tây Nguyên là độ pH rất là chuẩn luôn. Nói về độ phèn, độ mà độ mặn thì tất nhiên là không có đâu, điều đương nhiên và mình cắt tỉa bà con. Tại tới cái giai đoạn cắt tỉa thì mình cũng sửa sửa cành tạo tán đối với cây sầu riêng này thực sự là nó còn có mấy cái lá nhưng mà anh kêu thôi giờ tỉa dùm cho anh luôn đúng nguyên lý ra thì cơi đọt mà non là mình ít tỉa về vấn đề cơ sở lý thuyết cũng như là có lý thuyết thì mới có thực hành nếu mà mình cắt tỉa mà cây đang đi cơ đọt non á chúng ta cắt tỉa dữ quá thì mắc cái bộ lá già đi thì bộ lá già nó sẽ không quan hợp và mắc đi cái lá già quan hợp thì nó sẽ không còn những cái bộ lá già quan hợp thì nó không thể nào nó đưa vào nó nuôi cái cơ đọt đó bà con chúng ta là chú ý đó còn cây sầu riêng này ôm nhô ôm nhách oh, trồng hơn một năm rồi bà con nó ốm xong nó ốm tê tua luôn dinh dưỡng đi không có đúng tại sao mà dinh dưỡng không đúng là lúc cái thời điểm mà cơ đọt non á là ở trên quản lý sâu rầy nhưng ở dưới anh không có tưới phân bón bộ dinh dưỡng siêu dưỡng cây đó bà con à, lúc này là nó cần dinh dưỡng nhất để ăn mà nó không không có à, dinh dưỡng để ăn đấy mình bấm mình cắt thì mình cắt mình tỉa là mục đích là không cho những cái cành vượt cành đi lên à, cắt tỉa những cái cành nào á mà nó bị vượt lên nó cạnh tranh cái ánh sáng đối với những cái cành ở trên à, bà con chúng ta lưu ý với đối với những cái cành mà nó đi vượt lên nếu chúng ta thấy nó vượt lên là chúng ta bấm để chúng ta dọn đường cho những cái cành xà ngang. Tại sầu riêng chúng ta là tính chất chúng ta là mang mang trái ở cành ngang thì nó mới đạt được năng suất. Còn những cái cành nào chéo chéo lên thì mang trái hay trái. Sau này nó hay bị méo mó tại thủ phấn không được. Nó va chạm với cái cành, cành chéo. Các bà con chúng ta lưu ý. Đấy, về cơ sở mà lý thuyết thì cơ đọc non này không dám tỉa nhưng mà bắt quá thì cũng phải tỉa cây còn có mấy lá mà tỉa nha bà con bữa nay đổi cái mũ màu cam nó cũng rất là đẹp bà con ha cái tên là NIC luôn nè bà con bà con chắc là em muốn nói cũng hơi dài dòng dài ở trong cái video này nhưng mà hy vọng rằng là bà con chúng ta cũng xem rõ được cái video và những cái video khác em cũng hướng dẫn bà con tỉa cành tạo tán để chúng ta cái cây chúng ta nó có được cái À, cái những cái chiều hướng tán mà chúng ta tứ diện đó thì em đang diễn tả là em bấm những cái cành vượt những cái ngọn vượt để chúng ta sửa những cái cành mà đi ra đó, mà con nhát tay thì bấm từ trên đi xuống đó, chúng ta giữ được những cái cành đi ra nha mà con nha à, về cái cây sầu riêng này một năm tuổi mà con thấy nó nhoi nó nhoi nhoi nó ốm ôm, ốm ôm, ốm ôm, ốm thì nó thiếu dinh dưỡng rất là nhiều và đi dinh dưỡng cũng không đầy đủ bà con thấy này nó lá nó nhìn nó chút chiếu chiều rồi à. lá nó mỏng te và đọt thì nó hơi ốm chứ không phải là cây mua nó vậy đâu cây mua là nhiều bà con họ chăm vườn rất là kỹ à, cây nó đủ dinh dưỡng thì bà con thấy này em bấm cái đầu ngọn này còn những cái tầng lá đi ra ngoài rất là bài bản nha bà con nha bà con nhớ cho em một like một chia sẻ à, những cái cành nào mà nó vượt qua bên ngoài và cái ngọn nó ốm quá thì em chặn bước cái đầu ngọn lại để nó xè tán chỉ cần mà cắt tỉa sau một cái cơ đọt thì 45 ngày sau chúng ta sẽ thấy cây nó xum xê trở lại nha bà con yên tâm đừng có tiếc bên trên những cái cành đó chúng ta cứ bấm đó chúng ta bấm đi, chặn những cái đầu ngọn là chính những cái cành mà cành lớn nó sẽ vươn ra nó vươn đó nếu chúng ta thấy mà ở dưới nó còn thấp quá chúng ta bấm và chúng ta sửa cái cành này đi ra rất là rõ hả bà con đó, những anh em nào coi video nhiều thì bà con cũng có thể à, hiểu được cái nguyên lý rất là rõ ràng luôn Đây, cây này nó còn có mấy cái lá mình cũng bấm bụng để tỉa không biết là anh có sót ruột sót gan hay không. Cái lá này là bây giờ bấm xong rồi thì phải cung cấp dinh dưỡng cho nó lại cơi đọt đang đi. Còn rất là non. À, còn chúng ta quan sát tiếp tục nha bà con. Cây nó ôm tèo ôm tiết ha. Cây nó nhỏ nhắn hay. Nhìn nó hơi dễ thương một chút xíu nhưng mà những cái chất lượng cây chăm sóc cây này, bà con cũng lưu ý những cái vấn đề khi mà chúng ta chăm sóc. Chúng ta không thể sầu riêng chúng ta không thể nào mà bỏ phế cho nó tự nhiên được đâu rất là khó cái chuyện mà để tự nhiên chúng ta phải làm sao làm cho nó có canh để nó vươn qua bên ngoài nha bà con nha đấy cũng rất là tiếc trong cái video này là trao đổi với ảnh nhưng mà à, cái tiếng được tiếng không nên là em cũng không có giữ cái tiếng lại không biết làm sao tự nhiên ra tới đây cái là cái micro nó hết pin luôn rồi hai anh em nói như kịch câm nha bà con phải về phải lòng tiếng Phò phim Việt Nam phát hành lòng tiếng nha bà con Nãy giờ lòng tiếng nó cũng 14 phút cuộc đời rồi đó, bà con coi mà bà con thấy cũng phái á, tự nhiên cái video đang quay ngon lành về lòng tiếng khác đấy Còn bây giờ mình vẫn giải thích với anh về cái vấn đề ống nước, về cái vấn đề là cơi đọt nước là phải ở bên ngoài, còn tàn tán là chúng ta tỉa từ ở dưới góc chúng ta tỉa lên, cứ tỉa từ từ à, Hy vọng rằng cái video lòng tiếng lại này bà con coi cũng thú vị còn nãy giờ thì nói đầy đủ hết rồi Cũng đang tranh luận với ảnh về cái vấn đề là nước Ảnh cứ kêu giờ để ống nước bên trong Mình thì biểu ảnh đưa ra bên ngoài Ảnh cứ kêu đưa vô trong có sao không à, bà con Thôi à, một cái video dài à, Dài dòng mà nãy giờ cũng nội dung Thì cũng bao nhiêu đó Và cũng mong rằng tất cả quý bà con chúng ta à, Chúng nói cả lâm luôn bà con còn cái đất này là em cho em nói ảnh là nên cho nó thoát nước nếu như mà gặp tình trạng vào mùa mưa à, Mưa thì phải cho sẽ rảnh cho nó thoát nước chứ không thể nào mà để nước nó chảy vô trong góc được Và con chúng ta lưu ý vấn đề đó luôn nha bà con nha Rồi thôi bye bye bà con Bye bye bà con